Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn của một người phụ nữ là người vợ các bạn nhé. Cô chia sẻ những cái khó khăn, những cái ức chế trong hôn nhân, đặc biệt là chuyện thường xuyên tranh cãi với chồng này. Bây giờ tình hình kinh tế khó khăn này, nhiệt độ thì đang nóng này, phát sinh những chi phí như là mua nước, mua máy quạt, rồi máy lạnh nhiều hơn, nước uống đó các bạn. Rồi có rất là nhiều cái vấn đề. Khi mà cái nhiệt độ nó càng ngày càng tăng lên thì cũng dễ làm cho con người ta nóng giận. Rồi cô nói là những năm gần đây ấy, thì cô lại vướng phải tam tai nên gia đình thường hay xào xáo, bất hòa, cãi vã. Nói chung là hai vợ chồng dần có cảm giác chán nhau. Cô nhận ra điều đó luôn. Và cô rất là đau khổ và cô muốn làm sao để thay đổi cái cuộc sống của mình. Tức là cô cần phải thay đổi và chấn chỉnh những cái điều như thế nào. Thì nghe cái câu chuyện của cô thì rất là dài, tôi không có chia sẻ lên đây. Túm lại nội dung của cô là như vậy, và tôi sẽ tư vấn cho cô theo cái cách mà tôi hiểu và tôi tiếp nhận cái sự việc trường hợp của cô. Trong những cái tình huống khi mà bạn đã chọn đến với tôi tư vấn thì tôi sẽ đi vào cái trọng tâm của bạn như sau. Hôn nhân với cái chuyện mà bạn nghĩ rằng một người tư vấn sẽ hạnh phúc, tất nhiên là họ hạnh phúc, nhưng mà vấn đề là họ làm sao để có được như vậy. Không có một người nào mà gọi là nông dân mà ngồi không mà ăn bát vàng hết. Người ta đều phải cày cuốc và người ta đều phải thay đổi bản thân. Người ta phải chăm sóc cho cái mảnh vườn yêu thương, vườn ruộng của họ, cái đám ruộng của họ ha. Thì bạn cũng vậy. Khi mà bạn tranh cãi với chồng thì bạn nghĩ là tranh cãi có được gì không? Với cái thứ hai nữa, mình cần phải hiểu rằng mỗi một người khác biệt, xã hội này nó đều khác biệt và mọi người đều khác biệt. Mình cần phải tôn trọng cái sự khác biệt đó. Cái vấn đề nữa là bạn đừng có áp đặt, bạn đừng có ép người khác phải giống như bạn. Tại vì tất cả mọi người giống như bạn, nó cũng không chắc là nó hay. Mà mọi người khác bạn, nó cũng chưa chắc gì là nó không đúng. Bởi vì thời điểm đó bạn chưa có nghĩ ra, mình cứ hăng cãi, mình cứ nổi máu sùng lên, mình cứ muốn chiến đấu, mình cứ muốn thắng, mình cứ muốn giành cái phần ăn thua về phía mình á, thì nó sẽ gây nên cái tâm lý ức chế trong bạn. Và bạn sẽ nghĩ rằng có một dịp nào đó mình sẽ nói cho nó hả giận, mình nói để cho nó thỏa mãn. Tôi có một bí kíp là trước đây tôi với chồng tôi thường hay tranh cãi, và sau này cuộc sống của chúng tôi ít tranh cãi. Vì sao? Hiếm khi tranh cãi nữa. Bởi vì tôi cảm thấy là không cần thiết phải tranh cãi nữa. Còn ví dụ như là tôi không cần thiết phải thắng thua, mà thời gian sẽ cho chồng tôi cái câu trả lời đúng nhất. Tại vì không cần thiết mình phải cãi nhau ngay tại lúc đó. Tại vì người ta đang ở cái quan điểm như vậy, người ta đang đứng ở góc nhìn như vậy. Mình nhấc người ta lên thì người ta nhiều khi người ta không có chịu lên, thì người ta đứng ở góc đó. Và có những việc mà anh ta nói tôi cũng không cãi liền đó, bởi vì tôi nghĩ là có thể là tôi cần cái thời gian kiểm chứng. Khi mà kiểm chứng thì tôi sẽ thấy lời chồng tôi nói là đúng. Thế nên là tôi từ cái tâm thế như vậy tôi thay đổi. Và từ khi mà tôi thay đổi thì chồng tôi cũng thay đổi luôn. Gia đình tôi không còn tranh cãi. Không phải bởi vì chúng tôi né, nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mà cái sự việc nó gây cho chúng tôi cái sự tranh cãi và muốn bảo vệ cái tôi của mình á, thì mình không nên tập trung và bị hút vào cái phía tiêu cực đó, mà mình cần thời gian để mà thay đổi. Ví dụ như là mình có thể chỉnh sửa người khác bằng cái hành động nữa, chứ không nhất định bạn phải dùng lời nói. Bạn nói hoài mà người ta không sửa, chứng tỏ là lời nói của bạn là nước đổ lá môn, đầu bạn đập vào đá, không có tác dụng, không có lợi ích. Ví dụ như cái người đó ở bẩn thì bạn cứ để cho họ bẩn mãi vậy đó, họ bẩn đến khi nào mà họ bẩn không chịu nổi thì thôi. Ví dụ như vậy, ví dụ như là chồng của bạn sẽ hỏi bạn là, hoặc là than phiền rằng bạn không bao giờ biết dọn nhà cầu. Vậy thì bạn sẽ hỏi chồng bạn một câu là như thế nào: lần này anh thấy nó dơ đúng không? Vậy những lần trước anh không thấy nó dơ, vậy những lần trước nó không dơ là chắc chắn anh không dọn. Đó, bạn chỉ cần nói vậy thôi. Chứ bạn không cần phải nói là lần trước tôi làm anh có biết đâu, là tôi làm hoài anh không nhìn thấy đâu, anh mới làm một lần mà mờ mà anh đã nói rồi. Đó. Mình phải hiểu được cái ưu điểm và cái yếu điểm của cái người bạn đời của mình để mà mình thay đổi và mình điều chỉnh, để mà mình không còn vướng mắc vào cái sự thắng thua thị phi tranh cãi vợ chồng nữa, thì bạn sẽ dần dần thoát khỏi cái vấn đề mà coi như là hung hãn trong cái vấn đề tranh đấu, gọi là đấu khẩu ha. Thì chúng ta thay đổi được như vậy. Đến bây giờ tôi với chồng tôi thì ít khi nào tranh cãi, ít khi nào nói. Và con tôi nó càng ngày nó càng lớn lên thì tôi lại càng nhận định ra rằng tranh cãi trước mặt con hoặc là tranh cãi nó cũng không đem lại cái lợi ích gì. Tại vì chúng ta thường thường tranh cãi khi có mặt con mà. Tại vì sao? Chẳng lẽ giờ đợi nó ngủ rồi mà hai vợ chồng mới cãi nhau?
À, thế nên là mình cũng khi mà mình muốn tranh cãi mình ngó dọc ngó ngang con mình ở đó thôi, cái mình nghĩ thôi sao mình không nói. Dần dần tôi luyện cái thành một cái tính và tôi cũng không còn hăng. Chồng tôi nói có chướng tai, có gai mắt tôi cũng không lên tiếng luôn, tại không phải bởi vì tôi nhu nhược mà tôi cũng chẳng nhường, mà tôi dần dần tôi bàng quang với cái chuyện đó. Dần dần tôi nghĩ rằng tôi không cần thiết phải đưa ra cái chính kiến của mình về cái vấn đề đó nữa, tôi chỉ cần nói nhỏ nhẹ một câu thôi, tôi chỉ cần nói đúng trọng tâm thôi, tôi chỉ nói một câu thôi chứ tôi không nói nhiều. Mà cái câu nói đó chắc chắn là cái câu mà nó trọng tâm nhất rồi, không có nói nhiều, không có dây dưa, không có dài dòng, đi vào đúng trọng tâm đó. Giống hệt như các bạn đi tư vấn tôi, các bạn nói dài dòng lắm, có nhiều người nhắn đến gần cả năm sáu bảy chục tin mà không có quyết định được cái ngày giờ tư vấn. Thì bây giờ tôi thay đổi cái cách giao tiếp với các bạn, tôi hỏi các bạn đã sẵn sàng tư vấn chưa, đã chọn được ngày giờ chưa, nếu mà khi nào chọn được thì tìm đến tôi, còn chưa chọn được ngày giờ thì khi nào tìm đến tôi thì sẵn sàng thì hãy tìm đó. Như vậy nó đỡ mất thời gian giao tiếp của hai bên đúng không? Tại vì bạn có muốn biết tiền phí nữa mà bạn không sắp xếp được ngày thì chắc chắn là bạn cũng không tư vấn được. Mà khi mà bạn đã sắp xếp được ngày thì giá bao nhiêu bạn cũng trả đó. Nó quan trọng là như vậy. Còn bây giờ bạn cứ ngồi bạn hỏi tôi có bao nhiêu gói, tôi đâu biết mong muốn của bạn như thế nào. Bạn muốn mua hàng online thì ít ra bạn phải cung cấp cho tôi biết bạn cần cái gì để tôi đáp ứng. Bạn muốn mua bánh hay mua hoa hay gì chứ, bạn chuyển tiền online bạn cần phải biết là bạn mua cái gì chứ, đúng không? Thế nên là tôi tránh để cho các bạn học cái cách mà giao tiếp vào đúng cái nội dung, trả lời đúng vào trọng tâm thì nó sẽ hóa giải được những cái sự bực dọc. Còn nói về tam tai, tôi cũng không có muốn đấu lại bạn và tôi không muốn phủ định những cái quan điểm tập quán hoặc là cái sự mà gọi là mê tín cá nhân của mỗi người. Tại vì cái việc mê tín hoặc là cái việc mà bạn tin một điều gì đó nó lại phụ thuộc vào cái sở thích và cái lối sống cũng như là sự ảnh hưởng vì những người xung quanh tác động, thì tôi không có bàn cãi. Tuy nhiên tôi xin nới rộng thêm cái phạm vi về cái vấn đề tam tai cho bạn nghe. Cái điều đó nó sẽ đúng với một số đất nước, nhưng mà Nhật Bản nó sẽ không đúng. Tôi nói một số đất nước để tránh sự nhạy cảm nha. Nhật Bản nó sẽ không đúng. Tam tai ở Nhật Bản nó không có. Vì sao? Vì thứ bảy chủ nhật không có người nhậu nhẹt lao xe phóng ẩu ra đường. Tai nạn giao thông ở Nhật rất ít. Thế nên đó là đa phần mọi người nhìn đèn mà đi chứ không có hỏi thăm nhau, mà cũng không có quắc quắc anh ơi cho em đi ké. Ý thức được điều đó. Thế nên là bạn ở Nhật đó thì bạn sẽ không thấy tam tai nó xảy ra với bản thân bạn. Bởi vì không có đụng xe này. Còn bệnh tật đó thì do mình không kỹ lưỡng thì đến một cái độ tuổi nào đó thì nó sẽ phát ra thôi. Cho dù bạn ở bất cứ nước nào thì bạn cũng sẽ bị bệnh. Cái đó là chuyện bình thường, thay đổi thời tiết bạn cũng bị bệnh. Rồi nhưng mà nó sẽ tránh được cái tình trạng là trộm cướp này hoặc là tai nạn giao thông này, thì đó cũng là những cái vận mệnh, vận đen, vận rủi nó làm cho mình gặp những cái sự cố khiến cho bạn nghĩ đó là tam tai. Cái vấn đề xã hội nó cũng liên quan liên đới đến cái việc mà mình sinh ra những cái vấn đề gọi là tệ nạn mê tín nữa bạn nhé. Thì khi mà bạn hành xử trong hôn nhân, muốn cải thiện hôn nhân của mình thì bạn phải nhìn về cái hướng tích cực. Và cái việc mà giảm thiểu tranh cãi và nghĩ về những cái việc mà tích cực á thì nó rất là hay. Có nghĩa là khi mà phát sinh ra một vấn đề, mình đừng có nghĩ đến cái việc mà chỉ trích, mà mình phải đưa ra một cái hướng giải quyết được sự việc đó để mà mình thoát khỏi được cái tình trạng hiện tại. Tôi vẫn đề cao cái bộ phim gọi là bộ phim Help Pepper. Đó là một bộ phim dành cho con nít, nhưng mà trong đó có những cái tình huống xử lý của heo mẹ và heo ba. Ông heo ba vốn dĩ là một người rất là vụng về và thường hay làm sai. Heo mẹ là một người rất là cẩn trọng, thông minh, linh hoạt và luôn luôn nói về điều tích cực. Khi mà ông chồng làm sai thì người mẹ không có chì chiết, người mẹ không có chửi cha trước mặt những đứa heo con, mà người mẹ đó sẽ đưa ra một cái giải pháp làm sao để mà thay đổi, chỉnh sửa cái hoàn cảnh đó nó trở nên tốt hơn và không lặp đi lặp lại những cái điều tồi tệ của người cha heo trước mặt một đàn heo con. Thì đây là những cái cách mà xây dựng một cái xã hội, xây dựng một cái gia đình nhỏ nhỏ của chúng ta. Gia đình của chúng ta cũng là một xã hội nhé. Rồi chính vì như vậy mà chúng ta sẽ sống tốt hơn, sống đúng pháp luật hơn, sống đúng đạo nghĩa, sống đúng đạo đức và sống chuẩn mực hơn, tốt hơn. Thì mỗi một gia đình là một xã hội nhỏ, một cái đất nước nhỏ nhoi, một cái vương quốc nhỏ bé. Nếu mà vương quốc nào cũng hạnh phúc, cũng bình an, cũng tích cực, cũng nhìn về những điều tích cực để hướng mọi thành viên đến cái điều tốt đẹp hơn đó, thì xã hội nhờ đó mà phát triển hơn. Rồi khi mà các bạn có những vấn đề tranh cãi thì đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện ly hôn. Giống như tôi trước đây,
Khi mà lấy người chồng thứ hai, tôi đã nghĩ đến cái chuyện là tôi sẽ ly hôn cái anh này. Nhưng mà rồi đến bây giờ thì tôi nghĩ là ngày xưa nếu mà tôi vội vã tôi ly hôn anh này thì đến bây giờ tôi đã không có được những phút giây bình an. À, có thể bạn nghĩ rằng tôi không nói đúng, cái đó là tùy bạn, còn tôi nói theo cái cảm nhận của tôi thôi. Đó là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ cùng với bạn. Tất cả mọi con thuyền tình yêu, tất cả mọi hành trình hôn nhân của các bạn, ai cũng vậy, cũng phải trải qua một cái giai đoạn khó khăn, ai cũng có những thử thách trong cái hôn nhân đó, và ai cũng phải cày cuốc nỗ lực vun đắp cái mảnh ruộng như một người nông dân chăm sóc cái tài sản của chính mình. Các bạn hãy nhớ nha, đừng bao giờ so sánh hạnh phúc của mình với gia đình nào đó, đừng so sánh chồng của mình với một ông chồng nào đó, đừng so sánh bản thân mình với bất cứ một người đàn bà nào khác, mà mình hãy học những điều hay của thế giới này vun đắp cho gia đình của mình. Hãy nói những cái điều tốt đẹp, tích cực cho những thành viên hướng đến cái điều tốt đẹp hơn, chứ đừng có so sánh họ với một thiên tài, đừng có so sánh chồng mình với một ông giám đốc, đừng có so sánh vợ mình với một mỹ nhân, điều đó nó không phù hợp, và cái sự so sánh như vậy nó làm cho người nghe bị tổn thương và phát sinh một cái tâm lý khập khiễng trong cái việc so sánh như vậy là không hợp lý đâu. Muốn xây dựng gia đình mình hạnh phúc á thì mình đầu tiên là người đàn bà phải giữ được cái sự ôn hòa. Người đàn bà trong gia đình mà hăng, lúc nào cũng muốn thắng, lúc nào cũng muốn thua. Bây giờ nếu mà bạn là cái người phụ nữ khôn lanh hơn chồng, bạn giỏi hơn chồng, bạn thâm nho hơn chồng, bạn thâm thúy hơn chồng, thì bạn phải biết cách làm sao uốn nắn chồng mình, hoặc là dạy khôn chồng mình. Ví dụ như là chồng bạn dở ơi là dở, chồng bạn có thể giỏi về kỹ thuật chuyên môn, anh ta kiếm rất nhiều tiền, nhưng anh ta lại dở về những vấn đề xã hội, thì bạn phải là cái người khéo léo uyển chuyển làm sao để hướng anh ta, nâng đỡ anh ta, để anh ta giỏi hiểu được bạn, cũng như là bạn phải nắm được cái tâm lý của người đàn ông. Người ta giỏi cái gì thì mình kích hoạt để người ta giỏi hơn, người ta yếu điểm gì thì mình nâng đỡ, mình chỉ dẫn, mình tận tình, mình xoay chuyển, thì dần dần cái cục diện đó mới được thay đổi. Chứ mình dùng cái sự nóng giận nó không khác gì là lấy lửa dập lửa, nó không có làm cho sự việc nó trở nên tốt hơn, mà nó làm cho mọi việc và mọi người trở nên tồi tệ, xa cách nhau hơn, chán ghét nhau hơn, tiêu cực. Nên là cho dù hoàn cảnh của bạn nó ở trong trạng thái tồi tệ, nhưng mà bạn biết nói những lời động viên, những lời cổ vũ, những lời tích cực, thì mọi cái điều xấu á, nó cũng sẽ dần dần xoay xoay và nó văng ra khỏi cái vòng quay của gia đình bạn mà thôi. Giống như cái máy giặt vậy các bạn, nó cứ xoay xoay nhưng mà nó giặt đi những cái điều tồi tệ, nó giặt đi, nó làm cho bộ quần áo trở nên sạch sáng hơn là như vậy. Hãy biến mình thành một cái máy giặt để rũ bỏ được những cái điều tồi tệ xấu và giữ lại những cái điều tốt đẹp. Giống như chúng ta giặt quần áo xong thì chúng ta nhận lại được những cái bộ quần áo sạch đẹp sau một ngày làm việc mệt mỏi, vất vả. Tạo ra một cái không khí khi mà người chồng về được an ủi, được vỗ về bởi vì một bữa cơm không thật sự là nhà hàng, không thật sự là người đầu bếp giỏi, nhưng mà cái sự quan tâm của bạn, cái sự động viên của bạn về đã có cơm nóng, canh ngon, hoặc là một ly trà chanh, hoặc là một ly gọi là sữa nóng, thì khi mà người ta có cảm giác người ta được đón chào á, thì mọi sự bực bội nó dần dần tan biến. Trong ngôi nhà thì vẫn có những đứa trẻ, vẫn những đứa con đó, những cái tình yêu thương như vậy, thì bạn không cần phải nghĩ quá nhiều. Cho dù ngoài kia giông gió đầy trời, cho dù ngoài kia nóng nực thế nào đi nữa, nhưng mà những người trong nhà hạ nhiệt độ xuống, hạ cái giọng nói xuống, đưa đến cho nhau một cái nhìn thân ái hơn, thì nó sẽ xóa tan tất cả mọi cái mưu mô toan tính, những cái mệt nhọc, những cái vất vả khi mà mọi thành viên tìm về tổ ấm sau một ngày làm việc mệt nhọc. Người vợ rất quan trọng, người bà đàn bà rất quan trọng, vì họ là sợi dây kết nối giữa một người đàn ông và một đàn con. Nếu mà người vợ nào mà có tâm ôn hòa sẽ làm được điều này. Bạn có thể là một người tính nóng, tôi cũng là một người tính nóng, và rất nhiều người đàn bà khác cũng là những người phụ nữ có tính nóng. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải thay đổi mình, linh hoạt, sửa chữa mình, thì hôn nhân nó vẫn là một cái ngôi trường, nó đào tạo dạy dỗ cho con người ta trở nên tốt hơn. Và hôn nhân nó cũng là một ngôi chùa để cho chúng ta tu sửa, gột rửa những cái sự xấu của mình để giữ lại những cái gì tốt đẹp. À, thôi chúng ta là người phụ nữ thì chúng ta lắng nghe những điều tích cực để xây dựng gia đình mình tốt hơn các bạn nha. Rất là cảm ơn các bạn đã tin tưởng chọn tôi và chia sẻ đến tôi những cái sự khó khăn trong cái suy nghĩ và nhận thức của các bạn.
À, thì qua đây tôi cũng rất là cảm ơn, rất là trân trọng mọi nhân duyên các bạn đã tìm đến với tôi. Lịch trình tư vấn tháng 4 đã kết thúc. Rất là cảm ơn các bạn đã giới thiệu, đã lan tỏa cái kênh của tôi đến cho những người quen, và họ cũng đã chọn tôi là người tư vấn hoàn thành tốt trong cái việc đem đến cho những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ một phần nào đó về mặt tâm lý cho nhiều người phụ nữ thoát khỏi tình trạng khổ đau. Rất là cảm ơn và rất là trân trọng mọi nhân duyên các bạn đã tìm đến. Xin chào.